Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jenga Resort and Casino, HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. My Phương Beauty and Wellness Center, xăm phong thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Chương trình này được đem tới bởi Pala Casino Spa and Resort. Hoàng Trọng Thùy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live trực tiếp truyền hình của Little Sài Gòn TV trên mặt tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19. Một ngày lễ, hôm nay là ngày lễ, quý vị có biết không? Thảo Yến, vâng em. Thảo Yến rất là giỏi. Sáng nay tôi hỏi thì Thảo Yến nói rằng, hôm nay là ngày của Columbus Day thưa quý vị. Columbus Day, nhưng mà các em được nghỉ không ta? Không được nghỉ đâu anh. Sáng nay em đi làm đường vẫn đông như thường. Thế nhưng nếu quý vị làm nhân viên chính phủ thì quý vị được nghỉ. Tòa án hay như đóng cửa. Tòa án, ngân hàng với lại post office bảo mật. Dạ vâng, hôm nay Christopher Columbus Day, ngày mà ông Columbus đã tìm thấy Bắc Mỹ. Cái chuyện đó trong lịch sử nó vẫn còn được tranh cãi, nhưng mà cứ cho là thế đi. Để mà rồi phải có một người chứ không mà tìm ra được Bắc Mỹ này, và từ đó đất nước Hoa Kỳ này được thành lập. Và hôm nay nếu mà quý vị nghỉ ngơi thì quý vị sẽ có một ngày nghỉ thật đẹp, tuyệt vời quý vị nhé. Và thời tiết ngày hôm nay như thế nào hả Thảo Yến? Vâng thưa anh và thưa với quý vị, là sau cuối tuần vừa rồi trời khá là nóng thì ngày hôm nay thời tiết có dịu bớt một tí xíu. Westminster của chúng ta hôm nay lên cao nhất là tầm 80-82 độ. Tuy nhiên ở Anaheim có thể lên đến 90 độ thưa quý vị. Và ở Riverside thì vẫn giữ ở mức là 92-93 độ. Và trong những ngày sắp đến thì Orange County quang luôn ngày hôm nay á, thưa quý vị, là nhiệt độ nó giảm đáng kể, là chỉ còn ở mức 72-73 độ mà thôi. Và buổi tối thì lại lạnh, là ở mức 55 độ. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6:53 sáng và mặt trời lặn lúc 6:23. Hôm nay nước Nga với ông Putin, ông tuyên bố tôi đồng ý với kế hoạch kiểm soát lượng dầu sản xuất trên thế giới. Và với lời tuyên bố này của Nga, thưa quý vị, đã khiến cho giá dầu tăng lên rất mạnh hôm nay. Và nhờ giá dầu tăng thì kéo theo cả thị trường chứng khoán trên khắp thế giới, nhất là tại Hoa Kỳ này. Dầu lên đến hơn 3% luôn. Phiên giao dịch sáng nay lên 2%, sau đó tiếp tục người ta đổ xô đi mua dầu, thưa quý vị. Dầu lên tới 1 đồng 53 sen, là một cái mức tăng cao nhất. Bởi vì tuần qua mình nói đến Ả Rập Saudi thôi, nhưng mà hôm nay Ả Rập Saudi đưa ra đề nghị đó, hôm nay mới được chính thức nước Nga chấp thuận cái đề nghị đó. Hiện nay chưa biết được cái tổng sản lượng dầu thô mà Nga với Ả Rập Saudi kiềm chế thị trường trên thế giới là bao nhiêu, và họ sẽ đi đến kế hoạch là kiểm soát lượng dầu hỏa này là bao nhiêu. Nhưng mà cũng còn ảnh hưởng đến nước Iran nữa, thưa quý vị. Iran mới vừa được cởi bỏ lệnh cấm vận. Iran cũng là đề tài tranh luận tối ngày hôm qua mà chúng tôi sẽ nhắc tới, giữa ông Trump và bà Clinton. Iranian họ nói rằng là họ cần sản xuất dầu thêm nữa. Chính vì thế, mặc dầu là tăng như vậy, nhưng mà đây là con số trong ngày hôm nay. Chưa biết được ngày mai, ngày mốt như thế nào. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này giới đầu tư nhắm vào giá dầu. Dow Jones lên được 141 điểm lúc mà phiên giao dịch sáng nay mở cửa đó, lên được 150, 18.381. Nếu mà chúng ta theo dõi thì quý vị sẽ thấy khi mà đụng mức 18.500 đó, tức là Dow Jones sẽ trở về vị trí cách đây vài tháng lên mức cao nhất. Chính vì thế mà những người đã có cái nguồn quỹ đầu tư 401k đó, họ không làm gì hết đó, thì họ thấy số tiền họ có thời gian bị mất nhiều đó, từ tháng 12 năm ngoái, bây giờ đã bắt đầu đầy và đầy đủ trở lại, thưa quý vị. S&P 500 lên được 14 điểm, Nasdaq lên được 42-43 điểm luôn. Vàng thì bị tụt giảm khá nặng nề, có lúc lên được 1.364 đồng, nhưng bây giờ còn có 1.262 đồng mà thôi.
vàng trong thời gian qua xuống cả $100, vàng hôm nay xuống 10 đồng 40 sen thưa quý thính giả. Và ngày hôm qua thì Thảo Yên chắc xem cuộc tranh luận ha. Vâng thưa anh. Tôi muốn hỏi xem ngay cái quan điểm của Thảo Yên cùng cuộc tranh luận ý thế nào. Thưa anh, hôm qua thì so với cái cuộc debate lần đầu đó thì em thấy là hôm qua ông Trump tỏ vẻ rất là căng thẳng mà gương mặt là thấy lộ ra vẻ là lo lắng rất là nhiều, thì có lẽ giữ hình. Vâng, giữ đúng hình rồi. Như kỳ trước, vâng, mà em thấy tức cười nhất là lúc mà những lúc mà bà Clinton đi đang đứng mà nói chuyện với khán giả thì ông này cứ đi ra phía sau mà gương mặt rất là hình sự. Và yeah. Thì cái những cái lúc đó thấy khá là tức cười, thì cứ tưởng tượng nhiều khi ông này ổng đến ông muốn attack bà Clinton từ phía sau chẳng hạn, thì em nghĩ có lẽ là do ông đang tâm trạng lo lắng bởi vì cái cuộn video vâng khi ông sỉ nhục phụ nữ bị lan truyền ra hồi thứ sáu, thì ông khá là stress về cái nhưng vấn đề đó. Nhưng mà một người phụ nữ đó, Thảo Yên thấy như thế nào về cái nội dung của cái đoạn vi âm mà thấy phải để là dùng những cái chữ rất là tục tiểu mà cấm trẻ em dưới 18 tuổi luôn đó. Thật sự ra từ lúc đầu mà theo dõi cái campaign của ông Trump thì khi mà cái này nó lộ ra em lại không có ngạc nhiên lắm. Thấy là rõ ra một người như thế là nếu mà quý vị nghe cái âm thanh ngày hôm qua, bởi vì tôi phải lực dịch trực tiếp truyền hình ngày hôm qua đó, nghe cái âm thanh về cái tính khí của hai người thì rõ ràng cái giọng bà Clinton, quý vị để ý đó, rõ lắm. Vâng. Mạnh hơn ông Trump rất nhiều. Ông Trump nói không có được có cái lực. À, nói về cái âm khí thôi thưa quý vị, thì và cái thái độ điềm đạm của bà cam điềm đạm bao nhiêu thì càng chọc giận ông bấy nhiêu. Nếu mà quý vị theo dõi thì thấy những cái đề tài được lặp đi lặp lại trong một cái không khí thân mật hơn, họ dùng như thế bởi vì đây là cái không khí town hall, có nghĩa là họp cộng đồng đó, giống như họp tổ dân phố ở Việt Nam mình đó, chỉ có một số người, tất cả những người mà có mặt tối ngày hôm qua là cử tọa đó đều là những người chưa có quyết định bỏ phiếu cho ai hết. Họ phải được kiểm tra rất rõ là họ không có quyết định bỏ phiếu cho ai mới được vào đây, và mỗi người đều mang theo một câu hỏi gửi cho ban điều họp. Chưa kể là các câu hỏi online cũng được gửi tới trước khi mà thực hiện cái cuộc tranh luận này, và phối hợp giữa NBC với CNN, Anderson Cooper để mà ngồi lại với nhau soạn ra các câu hỏi, sau đó họ lựa chọn những câu hỏi nào quan trọng nhất với chính sách của Hoa Kỳ, với tình hình hiện nay để đặt tới hai người. Và qua đó thưa quý vị, không thể nào mà không đặt ra cái hồ sơ của video năm 2005. Trong cái thời điểm đó có ông Billy Bush nổi tội nghiệp, một người mà nghĩ rằng mình không bao giờ có thể bị mang ra làm một cái con thiêu thân hết, thì Billy Bush, tôi đã theo dõi anh rất nhiều, nhất là buổi chiều quý vị ngồi ăn cơm á, quý vị vào thời điểm đó 5-6 giờ là Access Hollywood, thì Billy Bush đang phụ trách cái chương trình, một người đẹp trai nói chuyện và đang chuẩn bị lên là một ngôi sao có thể thay thế Matt Lau. Nhưng mà sáng nay quý vị theo dõi và chiều hôm nay cũng thế, anh Billy Bush đã biến mất bởi vì cái hiệu ứng Donald Trump. Vâng. Giống như hiệu ứng hâm nóng bầu khí quyển gây ô nhiễm môi sinh thế. Chúng tôi sẽ trả lại gửi đến thưa quý vị một số các chi tiết liên quan đến cuộc tranh luận tối qua giữa Clinton và Trump quý vị nhé, ngay sau phần quảng cáo.